Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp của Phạm Gia Nutrition Channel. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ban biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích để chúng ta có thể tham khảo để chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân mình cũng như những người thân yêu trong gia đình. Và xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung ngay sau đây. Bốn nhóm người sau đây tuyệt đối hoặc hạn chế không nên ăn rau muống. Thưa quý vị và các bạn, rau muống không chỉ là một món rau ăn bình thường mà còn là hương vị ẩm thực đặc trưng. Trong nhiều bữa cơm của người Việt, thường xuyên xuất hiện các món chế biến từ rau muống. Và từ xưa đến nay, rau muống được mệnh danh là vua của các loại rau bởi những thành phần dinh dưỡng rau muống thì vô cùng đa dạng. Cứ 100g rau muống chứa 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm và magie. Rau muống có thể cung cấp một lượng đạm rất là cao. Nếu ăn 500g rau muống thì cơ thể chúng ta được cung cấp một lượng protein là 16g, tương đương 100g thịt ba dọi. Thành phần dinh dưỡng rau muống chứa nhiều loại axit amin như lysine, methionine rất cần cho cơ thể. Tiếp đến là nó sẽ giúp thanh nhiệt và giải độc. Thứ ba, đó chính là khi chúng ta ăn rau muống thì còn giúp hỗ trợ điều trị thiếu máu. Nhắc đến dinh dưỡng trong rau muống thì nhiều người sẽ nghĩ đến một loại rau có nhiều chất sắt. Và thực vậy, trong 100g rau muống thì có 1,4mg sắt. Nhờ vậy mà rau muống rất tốt cho người bị thiếu máu do thiếu sắt. Thứ tư, rau muống giúp điều trị táo bón. Với tỷ lệ chất xơ 3% chất xơ trong thành phần dinh dưỡng rau muống, ăn rau muống này thì sẽ thường xuyên giúp điều trị được bệnh táo bón lâu ngày. Thứ năm, nó cũng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta. Tiêu thụ rau muống thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch với một kho dinh dưỡng. Rau muống sẽ giúp cơ thể vô hiệu hóa và bài trừ các độc tố. Thứ sáu, ăn rau muống sẽ giúp tăng cường thị lực. Với lượng carotenoid, vitamin A và lutein, những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sức khỏe đôi mắt của bạn. Thứ bảy, ăn rau muống còn ngăn ngừa ung thư. Thông thường thì những loại rau có nhiều hợp chất chống oxy hóa sẽ giúp phòng ngừa được ung thư. Và rau muống có đến 13 loại hợp chất này có tác dụng khử các gốc tự do ra khỏi cơ thể. Bên cạnh những thành phần dinh dưỡng tuyệt vời của rau muống mà chúng ta vừa mới tìm hiểu sơ lược vừa rồi, thì quý vị và các bạn cũng cần chú ý những nhóm người sau đây không nên hoặc hạn chế ăn rau muống. Thứ nhất, người bị sỏi thận. Những người đang mắc chứng viêm nhiễm đường tiết niệu và bệnh thận tuyệt đối không nên ăn rau muống. Vì trong thành phần của rau muống có chứa các axit oxalic, chất này làm ảnh hưởng nhiều trên sự ức chế hấp thu của canxi và kẽm. Đồng thời, nó còn kích thích hình thành và làm tăng nồng độ canxi oxalat trong nước tiểu, dẫn đến hình thành sỏi thận và khiến cho sỏi càng ngày càng to và trầm trọng hơn. Thứ hai, người đang điều trị nội khoa, ngoại khoa. Rau muống cũng nằm trong danh sách những thực phẩm cần phải kiêng đối với những người đang điều trị nội khoa, ngoại khoa, vì sẽ gây ra những vết sẹo lồi gây mất thẩm mỹ cũng như kéo dài thời gian điều trị bệnh. Ngoài ra, người đang uống thuốc đông y cũng nên kiêng rau muống vì nó sẽ vô tình làm giảm hiệu quả điều trị của những vị thuốc đang điều trị. Thứ ba, người đau khớp, viêm khớp do bệnh gút. Nếu bạn gặp tình trạng thường xuyên đau nhức xương khớp thì không nên bổ sung rau muống vào thực đơn hàng ngày. Những dưỡng chất có trong loại rau này có thể khiến cho cơn đau nhức trầm trọng hơn. Người mắc bệnh càng khó chịu và mệt mỏi. Đặc biệt, người đau khớp do biến chứng bệnh gút lại càng nên tránh, vì rau muống giàu protein khiến gút trầm trọng và đau hơn. Thứ tư, người bị hệ tiêu hóa yếu, lạnh bụng và tiêu chảy. Do môi trường trồng trọt nơi ao hồ nên rau muống thường nhiễm loại ký sinh trùng. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể, bám vào ruột, chui qua thành ruột và máu và từ đó thì dẫn đến đầy bụng, khó tiêu và dị ứng. Người khỏe mạnh thì không sao, nhưng nếu người có bụng yếu, hệ tiêu hóa kém hoặc đang bị tiêu chảy thì ký sinh này có thể xâm nhập và ở lại trong cơ thể, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe và trong đó có nhiễm ký sinh lên não và nhiễm trùng máu. Do đó, quá trình sơ chế rau muống cần rửa sạch, ngâm muối và tốt nhất là nấu thật chín. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp và gửi đến quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ biết được những lợi ích tuyệt vời của rau muống cũng như những hạn chế đối với những ai không nên ăn rau muống.
Chúc quý vị và các bạn sẽ trở thành những người nội trợ tài ba ngay trong gia đình của mình để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu. Các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký subscribe kênh Phạm Gia Nutrition để có thể nhanh chóng tiếp cận với những video tiếp theo quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Khỏe Trẻ Đẹp của Phạm Gia Nutrition Channel. Chúng tôi một lần nữa thay mặt cho ban biên tập xin được gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và những đóng góp cũng như là những chia sẻ để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn cho nội dung của chuyên mục. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục ngày càng phong phú và thiết thực. Xin mời quý vị và các bạn cùng gọi về cho chúng tôi thông qua hai số điện thoại hotline của chuyên mục 0858 888 999 hoặc 0859 999 888. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.